Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong nha. Và tiếp theo buổi tối hôm nay thì mời các bạn đến với một tập ngắn nữa của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 89. Mình đọc ngắn thôi, bởi vì cũng muộn rồi và cũng đang bị nhiệt miệng, nhưng mà cũng muốn biết cái nội dung tiếp theo như thế nào. Mình cố gắng duy trì nhiều nhất cái bộ Yêu Tôn và bộ này. Mỗi bộ nó có một cái phong cách khác nhau. Yêu Tôn thì cảm giác đọc nó thoải mái, nó dễ đọc hơn. Còn bộ này thì nó cảm cho mình muốn đọc tiếp, xem tình tiết tiếp theo như thế nào. Nó cài cắm rất là nhiều, nó khá là sâu, không có đơn giản như bộ truyện vui vui, và nó kiểu như kiếm like nhưng mà nó dễ hiểu hơn. Thì cũng muốn biết nội dung tiếp theo thế nào thì cũng đọc một tập ngắn đó, cho anh em cùng thưởng thức. Và các bạn vẫn đang nghe tập truyện, và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 89. Sau khi ra khỏi Thái Hư Huyễn Cảnh, Khương Vọng không lập tức đâm đầu vào chiến đấu và tu hành như trước, mà chỉnh đốn dung nhan một chút rồi đi ra khỏi cửa phòng. Hôm nay là một ngày đặc biệt, thi cốt Hứa Phóng sẽ nhập thổ. Lại nói, từ khi Hứa Phóng tự mổ lấy tâm can mà chết đi ở Thanh Cung, thi thể của y vẫn luôn nằm bên ngoài Thanh Thạch Cung, chẳng ai hỏi thăm tới. Dù Thanh Thạch Cung thanh lãnh cỡ nào đi nữa, dù là lãnh cung đi nữa, thì nó vẫn là kiến trúc thuộc khu Tề Vương Cung. Một bộ thi thể không ai liệm cứ nằm ở đây, thực quá quỷ dị. Từ đầu tới cuối, Tề Đế chỉ trầm mặc, không ai mò ra được ông ta nghĩ gì, nên dù có lòng muốn theo phe nào thì đó cũng không theo được. Về việc xử lý thi cốt của Hứa Phóng, dường như có liên quan đến thái độ chính trị, nên không có mấy người dám tỏ thái độ. Có rất nhiều người đang nghĩ, không biết phải chăng cỗ thi thể này ở đây là để chờ mong Khương Vô Lượng đến xử lý. Dù là bị cầm tù, nhưng mà cứ để thi cốt nằm bên ngoài cung thế này, nói thế nào cũng không ổn được. Khương Vô Lượng cũng có đầy đủ lý do để làm như vậy. Dù sao thì hành động kia của Hứa Phóng cũng là nhắm vào ông ta. Nhưng Khương Vô Lượng vẫn cứ im ỉm, chẳng nói chẳng rằng, dường như là không biết tí gì về chuyện bên ngoài, hoặc có thể nói là thờ ơ đi. Người dân vẫn luôn tin tưởng người chết phải nhập thổ vi an, nhưng mà Trọng Huyền Thắng cũng khó mà ra mặt thu dọn được. Cũng vì nguyên nhân này, Khương Vọng cũng không thể làm vậy. Thậm chí ngay cả Tứ Hải Thương Minh cũng bị nghi ngờ giống Trọng Huyền Thắng. Tụ Bảo Thương Hội gặp phải tao ngộ như hôm nay, Tứ Hải Thương Minh là một đối tượng đáng nghi. Điều này không cần phải chứng cứ, chỉ cần động cơ. Không cần phải nói điều này với Khánh Hy, ông ta nhất định sẽ từ chối ngay. Không duyên không cớ lại gây nên huyên náo thế này thì chẳng ra sao cả, không cần phải làm thế. Vì đủ loại nguyên nhân, dù trong lòng hắn vẫn luôn nhớ mãi việc này, thì cũng chỉ có thể yên lặng mà xem thôi. Cuối cùng người ra mặt giải quyết chuyện này là Hứa Tượng Cản. Lý do quán ta rất đơn giản, danh sĩ không để đến nỗi thì cốt không nơi nương tựa. Thế là hắn ta bèn tự bỏ tiền nhập liệm cho thi cốt của Hứa Phóng. Khi đến phân viện Lâm Chi Thanh Nhai, ở đây đúng là trống trải hơn ngày thường rất nhiều. Học sinh trong thư viện 5 ngày thì được hưu mộng một lần. Hôm nay chính là ngày nghỉ hưu mộng, nhưng mà cũng không có thanh tịnh lắm. Lúc Khương Vọng vừa đến ngoài viện thì nghe thấy giọng nói đau lòng chua xót của lão viện trưởng. Lãnh? Sao lại lãnh? Sau đó là giọng nói lý thẳng khí hùng của Hứa Tượng Cản. Vốn là tiền học phí mà Vãn Sinh nên có được, chỉ có điều hơi sớm một chút, sao không thể lãnh được chứ? Tiền học phí cũng được, nhục can cũng được, thông thường đều là chỉ tiền thù lao thầy dạy học. Thanh âm của lão viện trưởng run rẩy, có lẽ là đang tức. Làm gì có chuyện đó, ngươi đều lãnh tới 30 năm sau luôn rồi đấy. Lẽ nào là ngài nghi ngờ cái lòng trung thành của ta đối với thư viện sao? Lẽ nào ta sẽ không ở lại thư viện cả đời sao? Hoặc nói, ngài cảm thấy ta sống không tới 30 năm sau sao? Ngài nguyền ta thiếu một niên phong nhã hào hoa như vậy sao? Ngài nguyền ta một thiếu niên phong nhã hào hoa như vậy sao? Đi sang một bên đi, đừng có quấy nhiễu đến ta. Hay ra viện trưởng,
ngài đúng là chẳng có thái độ lịch thiệp của người dạy học gì cả. Lịch cái gì mà lịch? Lịch thiệp chính là chơi ta sao? Ngài cứ nói cho hay không đi. Khương Vọng do dự một hồi, vẫn cứ đi vào trong. Thì nghe lão viện trưởng đang hỏi: ngươi nhìn rõ cánh cửa bên đó rồi chứ? Được chế tạo theo cách nào? Hứa Tượng Càn kéo tay áo lão ta không buông. Viện trưởng, lẽ nào ngài già mờ mắt rồi sao? Đó là một bức tường mà. Thế thì chẳng phải sao? Lão viện trưởng hừ lại một tiếng, hất Hứa Tượng Càn ra nói: không có cửa đâu. Ngài được lắm. Hứa Tượng Càn chỉ vào lưng lão nói: đợi ta làm thơ đả kích ngài, hủy hoại thanh danh của ngài, ngài chớ trách ta không báo trước đấy. Viết văn đả kích là một cách khá phổ biến trong giới văn học, có thể sử dụng các loại thể loại như thi từ, ca phú mà không bị gò bó trong một loại thể loại nào. Thông thường mà nói thì đây là việc khá nghiêm túc, cần phải xử lý cẩn thận. Ví dụ đại nho Mặc Gia của Thanh Nhai có một câu: liều chết triền miên phú quý dài, quyên thân vì quốc lại mang tiếng vô danh, gần như đóng đinh tinh hải cao trên mốc xỉ nhục. Đối với bản thân Tề quốc thì nó cũng không phải là thanh danh gì tốt, cũng vì thế mà Tề quốc rất ít người truyền tụng. Nhưng đối với sự uy hiếp cực kỳ có sức nặng của văn nhân như Hứa Tượng Càn, lão viện trưởng chỉ hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không quan tâm, hoàn toàn thờ ơ mặc kệ. Hứa Tượng Càn giận đến mức chán muốn căng ra, cảm thấy tài năng của mình bị khinh thường vô cùng. Quay đầu nhìn thấy Khương Vọng, hai mắt liền sáng lên. Hôm nay Khương Vọng mặc áo bào trắng tinh, ngoại hình quán có phần nho nhã thành tú, hơn nữa là làn da rất tốt, rất trắng. Giờ mặc chiếc áo bào mà một viên văn sĩ thường mặc này đúng là vô cùng thích hợp. À, hôm nay Khương huynh mặc như thế này có thể xưng là Cản Mã Sơn song kiêu cùng với ta rồi đấy. Cản Mã Sơn chính là nghĩa địa mà hắn ta chọn cho Hứa Vọng. Khương Vọng không muốn cùng xưng là Cản Mã Sơn với cái tên chán cao này đâu, bèn cười ha ha một tiếng rồi đáp: khi nào chúng ta xuất phát thế? Nói tới việc Hứa Tượng Càn ra mặt tẩm liệm cho Hứa Phóng, trong đó có lẽ cũng có sự cân nhắc của thư viện Thanh Nhai, nhưng mà chủ yếu vẫn là giúp Khương Vọng giải quyết nút thắt trong lòng này. Điểm này không cần phải nói rõ ra, trong lòng hai bên đều hiểu. Đợi bên phố tang lễ chuẩn bị quan tài xong xuôi thì có thể đi. Hứa Tượng Càn thản nhiên nói, lại có chút tức giận hỏi: sao dự chi một chút tiền học phí mà cũng khó như vậy nhỉ? À, Khương huynh, huynh nói xem, có phải là Lưu viện trưởng đang là xem thường ta không? Khương Vọng từ chối bình luận. Các luồng đạo giáo, nho giáo và Phật giáo nổi bật này không giống với các tông phái thông thường. Không phải là môn đồ nào cũng hết lòng vào việc tu hành. Một bộ phận rất lớn suốt đời miệt mài kinh điển, chỉ chuyên tâm học hỏi, thay vì nghĩ đến tu vi siêu việt. Đương nhiên, cũng có không ít trường hợp có thể đọc thấu kinh điển một bước lên trời. Lưu lão viện trưởng tuy chỉ là một viện trưởng bình thường của phân viện, nhưng mà ai biết được liệu có phải mối quan hệ phức tạp rắc rối nào trong thư viện Thanh Nhai này hay không chứ. Hơn nữa, hắn thực sự tôn trọng lão cổ bản này. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, Hứa Tượng Càn trước tiền học phí ứng trước hiển nhiên cũng là vì lo liệu việc tẩm liệm cho Hứa Phóng thôi. Cái món tiền này Khương Vọng không thể lấy ra, Trọng Huyền Thắng càng không thể ra mặt. Loại chuyện này hắn ta cũng không tiện nhờ người khác. Nếu không với cái tính tiêu xái của người đọc sách ngày thường thì lão Hứa sẽ chẳng cần phải suy nghĩ đến việc tiền bạc. Hắn ta chỉ giữ một chức dạy học bình thường ở phân viện, tiền đương cũng không có nhiều. Là một cường giả siêu phàm, thư viện Thanh Nhai thường sẽ không thiếu chi tiêu hàng ngày cho hắn ta. Nhưng mà quanh năm hắn ta cứ trà trộn vào trong tứ đại danh quán, chi phí lại đặc biệt nhiều. Thư viện Thanh Nhai dù nổi tiếng thế nào thì cũng không thể cung cấp cho hắn ta giống các đại gia tộc nuôi dưỡng công tử nhà họ được. Cho nên những lúc trong túi không dư giả, Hứa Phóng sẽ đi ké bạn bè. Cái danh Hứa Chán Cao keo kiệt cũng vì vậy mà truyền ra. Khương Vọng suy nghĩ một chút rồi nói, vấn đề tiền bạc, chuyện này ngươi không cần phải lo. Hứa Tượng Càn xua tay nói, ta sẽ giải quyết êm đẹp. Nếu thực sự ồn ào tới mức Khương Vọng phải moi tiền ra xử lý chuyện tang sự của Hứa Phóng, vậy thì việc Hứa Tượng Càn ra mặt cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Khương Vọng cũng không nói nhiều. Trung quy, đối với cường giả siêu phàm mà nói, tiền bạc cũng chẳng phải là chuyện gì khó khăn. Trước khi rời khỏi thư viện, Hứa Tượng Càn suy nghĩ một lúc, cảm thấy mình không thể nuốt trôi cái cục tức này, liền chạy trở lại viện lấy một cái nghiêm mực
nói. Đứng trước bức tường của thư viện, bắt đầu yên tĩnh suy nghĩ. Khương Vọng cũng không biết hắn ta đang nghĩ cái gì, cũng không tiện biểu lộ, chỉ có thể lặng thinh đứng bên cạnh mà nhìn. Hồi lâu sau, hai mắt Hứa Tượng Càn đột nhiên lóe sáng, một tay ấn lên nghiên mực, tay còn lại dùng lực độ thích hợp mà mài mực. Sau đó kéo tay ngoài ra ngoài, mực cũng bị dính theo, lấy ngón tay làm bút, múa bút thành văn trên bức tường của phân viện Thanh Nhai. Đề viết: Đề phân viện Thanh Nhai. Thơ viết: Nê cổ, chẳng thay ông viện trưởng, chứng khí mịt mù cả viện ta, bữa cơm này hết đâu còn nữa, Phượng Hoàng phải tạm ở ổ dơm. Viết xong, hắn ta tự đắc mà nhìn về phía Khương Vọng nói: Thế nào? Lúc này đang phải nhờ hắn ta, nên Khương Vọng đành phải cắn ra mà nói: À, mực mài rất tốt, thơ viết cũng rất là ngay ngắn. Cũng chẳng có gì là không đúng, mỗi câu đều có 7 chữ, ngay ngắn trình tề, vui tai vui mắt. Hứa Tượng Càn rất hài lòng, thản nhiên ném nghiên mực vào bụi hoa ở góc tường, nói: Đi. Khương Vọng co cẳng chạy theo. Rời thư viện một khoảng xa, đột nhiên Hứa Tượng Càn lại thở dài: Làm sao thế Hứa huynh? Hôm nay Khương Vọng thực sự rất biết nịnh, bởi vì Hứa Tượng Càn ra mặt giúp đã tẩm liệm cho Hứa Phóng, coi như là đang giúp hắn. Hứa Tượng Càn thở dài nói: Tính cách Lưu lão viện trưởng tuy có hơi ngoan cố, nhưng mà thực ra con người lão ta không xấu. Hôm nay ta viết ra tuyệt cú căn này, ngày sau truyền sướng khắp thiên hạ, há chẳng phải là hủy hoại cái thanh danh của lão ta sao? Hay là ta quay lại chùi đi nhỉ? Khương Vọng trầm tư một hồi, thận trọng đáp: Ta nghĩ không cần đâu. Đương nhiên ta không phải nói thơ huynh không có sức ảnh hưởng, cũng càng không phải nói thơ huynh không hay. Ta cũng không có khả năng thưởng thức thi từ. Ý của ta nói là: Người đọc sách thanh giả tự thanh, người thẳng không sợ bóng nghiêng. Lưu lão viện trưởng nhân phẩm như thế nào thì cũng đâu phải là một hai câu thơ có thể quyết định chứ. Khương Vọng ngẫm nghĩ rồi nói thêm: Hơn nữa lúc này chắc ông ấy cũng đã nhìn thấy bài thơ của huynh rồi. Có giữ hay là không, để lão viện trưởng tự mình quyết định đi. Bây giờ chúng ta về, lỡ như gặp... Cũng không biết điểm nào thuyết phục Hứa Tượng Càn. Nó tóm lại, sau khi nói hết lời, cũng coi như đã làm tiêu tan được ý nghĩ kích động muốn trở về đâm đầu vào mũi đao của hắn ta. Cả hai đi thẳng đến mục tiêu tiếp theo: tiệm quan tài của lão Trương ở Tiểu Liên Kiều. Gần 10 dặm xung quanh Tiểu Liên Kiều vốn chẳng có cây cầu nào cả, cũng không biết tại sao nó lại có tên này, rồi cứ chìm như thế mà lan truyền ra. Nhưng ở đây có nhiều người giấy, vòng hoa, quan tài. Những cửa hàng liên quan đến tang sự đều có, là phố tang lễ có tiếng ở thành Lâm Trì. Tiệm quan tài của lão Trương là căn nhà thứ tư từ bên trái Tiểu Liên Kiều. Ngày đó ông chủ ở nơi này đã truyền 3 đời, cũng làm ở đây suốt 3 đời rồi, coi như là cũng có uy tín. Cửa hàng có quy mô trung bình, có một bức màn đen treo ở cửa, cũng không có ai đứng bên ngoài mới khỏi. Kinh doanh tang sự có một số cấm kỵ, đặc biệt là quan tài, không được để ánh mặt trời chiếu vào. Những thứ như mời chào khách hàng là không nên, tất cả đều là do người ta tự tới. Cùng lắm thì giống như là lão Trương vậy, làm thủ nghệ mấy đời cũng coi như có chút danh tiếng. Hứa Tượng Càn vén màn bước vào, há miệng hỏi: Ông chủ, quan tài mà ta cần đã chuẩn bị xong hết chưa? Trong phòng có một bóng người gầy gò đang ngồi ăn cơm giữa mấy chiếc quan tài, nghĩ chắc chính là ông chủ cửa hàng bán quan tài này, lão Trương của phố tang lễ. Ông ta nghe tiếng thì ngẩng đầu lên nhìn, đặt bát đĩa xuống, bước tới nói: Hứa tiên sinh, đều đã là chuẩn bị theo lời dặn của ngài. Giọng nói của ông ta rất mỏng và rất lạnh lẽo, có cảm giác giống như là quanh năm không nhìn thấy mặt trời vậy. Hứa đại tiên sinh khí tiết chính thực lẫm liệt, cũng không có kiêng kỵ gì với những nơi như thế này, quay trái quay phải hỏi: Nó ở đâu? Lão Trường vươn tay ra mời: Bên này, mời Hứa tiên sinh qua đây xem. Ông ta do dự một lúc, lại bổ sung một câu nhắc nhở: Quan tài của người khác thì không nên xem nhiều, ngộ nhỡ rước xui đấy. Khương Vọng vẫn im lặng suốt cả buổi, mặc cho Hứa Tượng Càn can thiệp ở phía trước.
Hứa Tượng Càn vẫn lịch sự, không có vẻ gì khó chịu. Người nhắc nhở phải lắm. Ở phòng ngoài có hai dãy quan tài cạnh nhau, tổng cộng là 11 cái, là một số lẻ. Ở giữa còn có một phòng, không tiện vào cho xem. Quan tài mà Hứa Tượng Càn đặt là cái thứ ba dãy hai. Chỉ nhìn từ bên ngoài, thủ nghệ quả thực là không tầm thường. Hứa Tượng Càn đưa tay chạm vào, cảm nhận kết cấu. Rất tốt, không tồi. Tay nghề rất tốt, gỗ cũng tốt. Lão Trương cũng không khiêm tốn, chỉ dùng giọng nói âm trầm đáp. Công việc kiếm cơm mà, đâu dám quá loa. Khương Vọng cũng bước lên phía trước nhìn nó, cảm thấy quả thực không tệ, không có làm việc qua loa. Được. Hứa Tượng Càn liếc nhìn sắc mặt của Khương Vọng, sau đó vỗ tay nói. Làm phiền ông chủ tìm hai người giúp ta khiêng đi một đoạn, đi đón người đà đáng thương của ta, sau đó thì trực tiếp nhập thổ rồi. Chuyện này không thành vấn đề. Ở Tiểu Liên Kiều này có rất nhiều hậu sinh lực lưỡng khỏe mạnh. Lão Trường đáp, nhưng dưới chân vẫn chưa động. Hứa Tượng Càn gật đầu. Vậy làm phiền ngươi rồi. Lão Trường ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng xoa xoa tay nói. À, cái này tiền quan tài. Hứa Tượng Càn kinh ngạc hỏi. Ồ, không phải là trả tiền rồi sao? Hứa tiên sinh, lúc ngày đó chỉ là trả tiền cọc thôi. À thế à? Hứa Tượng Càn giờ mới nhớ tới liền nói. À, đừng gấp, quay về ta trả cho ngươi. Hứa tiên sinh, Lão Trương có hơi khó xử. Đây là quan tài đàm được gỗ, làm từ gỗ kim từ nam. Tiền gỗ còn hơn cả trước một chút, cộng thêm tiền công. Gỗ kim từ nam làm quan tài thượng hạng, còn đắt hơn cả vàng. Đối với tiệm quan tài này mà nói, quả thực là một khoản chi phí khổng lồ, không thể bỏ qua. Nếu không phải Hứa Tượng Càn đặt cọc một số tiền lớn, biểu hiện là người giàu có, thì không có mối làm ăn này đâu có dễ dàng công như vậy chứ. Ta cứ tưởng chuyện gì, chẳng phải ta ra ngoài hơi vội không có mang theo tiền sao? Hứa Tượng Càn còn không chút do dự, lấy ra một con dấu từ thắt lưng. Ông chủ có biết phân viện Thanh Nhai không? Ở Lâm Chi, phân viện này của thư viện Thanh Nhai cũng khá có tiếng. Lão Trường nói, đó là một học viện rất tốt, ta đương nhiên biết. Ta chính là tiên sinh của phân viện Thanh Nhai. Người lấy con dấu này đến đó, viện trưởng sẽ thanh toán quản chi phí còn lại cho người, tuyệt đối không có xén của ngươi một ly nào. Ta đương nhiên đã tin phân viện Thanh Nhai rồi, kỳ thực đến muộn một chút cũng không có sao. Lão Trường có ý xin lỗi, chắp tay nói. Thất kính rồi, Hứa tiên sinh. Tuy nói như vậy, nhưng mà trong tay vẫn nhanh nhảu nhận lấy con dấu riêng đó. Hơn nữa Khương Vọng còn chú ý đến, trong thời gian rất ngắn, ông ta còn bóp bóp thử con dấu đó, chắc là lấy phương thức đặc biệt để phân biệt là thật hay giả. Đương nhiên là thật rồi, Hứa Tượng Càn là tiên sinh hàng thực giá thực của phân viện Thanh Nhai mà. Đương nhiên, Lưu lão viện trưởng có chịu chi tiền hay không thì lại là một chuyện khác. Hứa Tượng Càn ừ một tiếng bằng hơi mũi rồi nói, đi tìm người đi, bổn gia đó của ta chắc là đợi sốt ruột rồi đấy. Lão Trường vội vàng vén rèm đi ra ngoài. Có vẻ ông ta rất tin tưởng tiên sinh của phân viện Thanh Nhai, cũng chẳng đợi người nào về trông chừng cửa tiệm mà đã đi rồi. Khương Vọng liếc nhìn Hứa Tượng Càn, ý nghĩa rất rõ ràng. Lão viện trưởng sẽ chi tiền giúp ngươi sao? Ngươi đừng có mà lừa những người kiếm cơm dựa vào tay nghề đấy nhá. Hứa Tượng Càn đáp lại bằng một ánh mắt an tâm, đồng thời nói, ta sống túng quẫn lão ta không quản, nhưng mà thanh danh của thư viện lão ta chắc chắn là quản đấy. Lời này đúng là không sai. Chỉ là lúc ở trong học viện, Hứa Tượng Càn nói chuyện tiền bạc hắn ta có thể giải quyết nhẹ nhàng, không ngờ lại nhẹ nhàng theo cái kiểu này. Cứ mua chịu trước, không mua chịu được thì chuyển sang phân viện Thanh Nhai. Lần tiền học phí mấy mươi năm của hắn ta, lão viện trưởng không chịu chi thì cũng phải chi. Nhân lúc Lão Trường đi tìm người khiêng quan tài, Hứa Tượng Càn lại đi ra gian ngoài. Nó chính xác là tiệm người giấy ở sát bên. Ông chủ, cho hai người giấy, cái nào đẹp đấy? Cửa hàng này không bị rèm che kín, người giấy bị ánh nắng chiếu vào cũng đẹp hơn một chút. Ngồi trong cửa tiệm một người đàn ông trung niên, vẻ mặt hiền lành. Ông ta ngồi trên băng ghế, đôi tay làm việc rất thành thục. Nghe xong thì cũng không ngần đầu mà nhìn nói, tất cả đều ở đây, ngài thấy cái nào đẹp thì tự lấy đi.
Hứa Tượng Càn ra vờ nhìn một hồi, ho khan vài cái, thu hút được người đàn ông trung niên chú ý, mới nói: "Vậy ta tự lấy đây, tiền quay lại sẽ đưa cho người sau nha." Bất ngờ là người đàn ông trung niên đang buộc người giấy chỉ đáp lại một tiếng: "Được." Đứng ở cửa tiệm quan tài, Khương Vọng liếc mắt nhìn qua đây, cảm thấy người này thực sự không giống như đang làm ăn vậy. Đương nhiên sự chú ý của hắn ta đều tập trung trên người bán hàng rong đã đi qua đi lại 6 lần trên đường này. Hắn từ biệt phủ Hà Sơn ra, đến phân viện Thanh Nhai, rồi đến Tiểu Liên Kiều, hắn đã nhìn thấy người này không dưới 10 lần. Đổi rất nhiều bộ trang phục cải trang khác nhau, chỉ có đôi giày rách một đường nghiêng từ đó tới giờ vẫn không đổi. Đối với người chịu chú tâm quan sát mà nói, nó đã hiện rõ ràng ngay trước mắt. Trước cửa hàng người giấy, thấy người ta không quan tâm hắn có quyệt nợ hay không, Hứa Tượng Càn ngược lại là vô cùng phấn khởi nói: "Ngươi không hỏi thử ta là ai, từ đâu đến quyệt nợ rồi làm sao? Quay về làm sao mà tìm được ta để đòi tiền đây?" Đôi tay bận bịu làm việc của người đàn ông trung niên chợt dừng lại, ngẩng đầu lên liếc Hứa Tượng Càn, đặc biệt là dừng lại vài giây ở trên cái chắn cao dị thường của hắn ta. Sau đó thành thực nói: "Vừa nhìn là biết ngài là người đàng hoàng, không thể nào quyệt rút tiền này của ta được đâu." "Cũng phải." Hứa Tượng Càn gật đầu đồng ý. "Vậy thì lấy thêm hai cái nữa tạo thành hai cặp. Bồn da của ta cũng chịu không ít khổ, tốt xấu gì cũng bên đó rồi, cũng phải náo nhiệt một chút chứ." "Cái này..." Cho dù người đàn ông trung niên buộc người giấy có không biết làm ăn đi nữa thì cũng cảm thấy khá là khó xử. "Ê, yên tâm, ngươi nhìn dáng vẻ tuấn tú lịch sự này của ta mà xem, sao có thể đi lừa người chứ?" Hứa Tượng Càn ăn ủi nói: "Sau này ta sẽ đến thường xuyên chiếu cố việc làm ăn của ngươi hơn." Người đàn ông trung niên tỏ vẻ mặt hiền lành nhìn hắn ta, muốn nói nhưng mà lại thôi. Nhưng mà đôi mắt đã lộ ra vẻ nghi ngờ. "Việc làm ăn của ta lại còn có thể đến thường xuyên?" Nhìn thấy sự do dự của ông chủ tiệm người giấy, Hứa Tượng Càn lại giở bài cũ: "Nếu thực sự không được thì chút nữa ngươi có thể đi cùng lão Trương đến phân viện Thanh Nhai mà đòi tiền, hoặc là bảo ông ta tiện thể lấy giúp ngươi cũng được." Lúc này lão Trương vừa dẫn theo hai chàng trai trẻ tuổi quay lại, nghe được một chút thì liền nói giúp: "Ê, đây là tiên sinh của thư viện đấy, vậy thì có gì mà không thể tin tưởng chứ?" Khương Vọng nhịn không được liếc nhìn ông ta. Người này tuy là bên ngoài có giọng nói lạnh lùng, nhưng mà bên trong lại là tấm lòng vô cùng tốt bụng. Nam nhân trung niên của tiệm người giấy liền ưng thuận lên tiếng: "Vậy được." Sau đó lại tiếp tục cúi đầu bận rộn làm người giấy của mình, nhìn vô cùng thuần thục. Bên này lão Trương của tiệm quan tài lại nói với Hứa Tượng Càn: "Hứa tiên sinh, ta tìm được hai người này đều là những thanh niên chăm chỉ làm việc, ngài xem có được không?" Hứa Tượng Càn không ngừng vẫy tay: Chính là bọn họ." Còn thuận tiện nói thêm một câu: "Việc này không phiền hai chủ, tiền công của bọn họ người cũng đi phân viện Thanh Nhai đòi đi." "Ờ, được, được." Lão Trương gật đầu đồng ý ngay. Hai thanh niên trẻ tuổi này quả nhiên là khỏe mạnh. Tiết trời đã cuối thu, nhưng mà lại chỉ mặc một chiếc áo mỏng, bắp thịt trên cơ thể vô cùng rõ. Hai người khiêng hai đầu chiếc quan tài, nhưng mà bước đi vô cùng nhẹ nhàng. Không phải chỉ có một cái quan tài bé như vậy mà bản thân Hứa Tượng Càn hay là Khương Vọng không bê nổi, hay là sống an nhàn sung sướng phải mời người tới hầu, mà là mời người tới khiêng quan tài, vốn dĩ chính là một trong những nghi lễ của nhập liệm. Đây là kết quả sau khi đã cố gắng giản lược những bước khác đi rồi. Vốn dĩ lúc chôn cất cần 8 người khiêng quan tài, 8 người đó còn phải là người trong danh tiếng cao trong gia tộc, có thể thuyết phục được mọi người, gọi là bát đài. Nhưng mà người nhà Hứa Phóng không có một ai. Quê quán của y ở Tùng Thành, quận Tân Minh. Những người đồng hương chỉ vì tiền đóng cửa mà trơ mắt nhìn nhà Hứa Phóng bị giết chết hết. Nếu bọn họ đến khiêng quan tài thì chỉ sợ là thi thể Hứa Phóng có thể tức giận đến nỗi bò từ trong quan tài ra mất. Hai người thanh niên khiêng quan tài đi phía sau. Hứa Tượng Càn mỗi tay hai cái, giơ 4 người giấy lên dẫn đường ở phía trước. Dựa theo nghi lễ nhập liệm hoàn chỉnh thì ngoài bắt đài ra còn phải là người cờ dơ cờ trắng, người mở đường, người đưa người giấy, người tung tiền giấy. Nhưng mà những việc đó đều do một mình Hứa Tượng Càn làm tất, không hề có quan hệ thân thiết với Hứa Phóng.
Việc này cũng không có tốt đẹp gì, lại còn có chút xúi quẩy nữa. Dựa vào thân phận đệ tử thư viện Thanh Nhai quán mà nói lại càng to một chút là hạ mình, càng thấy đáng quý. Khương Vọng đi theo phía sau. Hiện tại hắn đã có thể đại diện cho Trọng Huyền Thắng ở một mức độ nào đó, nên đi theo phúng viếng đã là cực hạn. Chuyện này cũng có thể hiểu được. Dù sao Hứa Phóng là một người đáng quý trọng, hơn nữa trên thực tế thì đã giúp đỡ Trọng Huyền Thắng. Nếu phía Trọng Huyền Thắng lặng lặng thinh, vậy thì lại có chút quá vô tình. Nhưng mà những việc gần gũi như là nâng quan tài thì không phù hợp lắm. Những điều này thể hiện cho việc nắm chuẩn phân tức khảo nghiệm lòng người. Lão Trường của tiệm quan tài cũng đi bên cạnh. Quan tài này vừa được khiêng ra khỏi cửa hàng, ông ta liền đóng cửa, vội vã lên phân viện Thanh Nhai mà đòi tiền. Ngoài mặt có tin tưởng đến mức nào đi nữa thì trong lòng cũng vẫn lo lắng không yên. Chỉ là đi cùng một đoạn, đến đầu phố phía trước mới tách ra. Khương Vọng nhìn xung quanh, quả nhiên lại nhìn đến mục tiêu, nhưng cũng chỉ lướt qua, không hề kinh động đến người khác. Miệng thì giả vờ như là vô tình hỏi Lão Trương: tiệm người giấy bên cạnh nhà ngươi mới mở sao? Lão Trương tiệm quan tài ngẩn người nói: cửa hàng đã mở nhiều năm rồi, nhưng mà vài ngày trước Lão Lý về quê dưỡng bệnh, nên mới cho cháu trai của ông ta tới đảm đương việc kinh doanh một thời gian. Việc này rất đột ngột, ông ta vội vã đi về mà không kịp nói một lời nào. Sao thế? Cháu trai Lão Lý chát người giấy không tốt sao? Bọn ta cũng không có quen thuộc gì, hắn ta mới đến có vài ngày nên chưa nói gì nhiều. Vì không thể đắc tội với những người này được, nên Lão Trương lập tức thoái thác trách nhiệm. Không có, không có, Khương Vọng giải thích. Chỉ là nhìn các người có vẻ xa lạ nên ta hỏi một chút thôi. À, là như vậy sao? Lão Trương tiệm quan tài đáp lại một tiếng. Hai người cũng không nói gì. Đến giao lộ phía trước, ông ta tự chuyển sang hướng đi phân viện Thanh Nhai rồi. Còn Khương Vọng thì đi theo sau người khiêng quan tài, đi về phía Thanh Thạch Cung. Nam nhân trung niên chất phác ở cửa tiệm người giấy kia có vấn đề. Mặc dù hắn ta chát người giấy rất thành thục, rất giống. Khương Vọng để ý cửa hàng đã rất cũ. Hơn nữa quần áo mà nam nhân trung niên đó mặc cũng đã giặt đến bạc màu, đủ để thấy đúng là người cần kiệm. Nhưng hai người giấy đó, nói nợ liền cho nợ, mà tiền của những thứ này không nhiều, không phải là quan tài làm bằng tơ vàng, gỗ lim gì cả, nên chẳng đến mức phải thiếu nợ. Hơn nữa bọn họ vốn dĩ cũng không có quen, thực sự không giống như một người làm kinh doanh buôn bán nhỏ. Biểu tình rối rắm sau đó của ông ta cũng vì hứa tượng càn đòi thiếu nợ hai cái nữa. Nếu vẫn lập tức đồng ý thì thực sự là quá giả. Dựa theo những gì Lão Trương ở cửa tiệm quan tài nói, nam tử trung niên nói đó là cháu trai của ông chủ cũ của cửa tiệm người giấy. Chuyện này nhìn qua thì không có vấn đề gì, nhưng mà cũng không thể không cân nhắc tỉ mỉ. Dưỡng bệnh không ở Lâm Chi mà lại phải đi xe vất vả về quê nhà sao? Thêm một cái nữa, nếu Lão Lý cho cháu trai trông coi cửa hàng giúp mình thì không thể nào có giới thiệu với hàng xóm, lại không giới thiệu để người ta giúp đỡ một chút chứ. Nhưng mà dù sao chuyện này cũng không liên quan đến hắn. An nguy của thành Lâm Chi tự có cấm quân phụ trách, chị An cũng có phủ tuần kiểm. Hơn nữa, người ta chưa hẳn đã là kẻ xấu. Hắn không thể chỉ vì hoài nghi mà làm gì cũng được, chỉ có thể để chuyện này ở trong lòng thôi. Quan tài được nâng xuyên qua ngõ phố. Dù là thành Lâm Chi, dòng người đông đúc cũng phải nhường đường. Nhưng bên ngoài Thanh Thạch Cung lại lạnh lẽo và yên tĩnh, không có ai ngăn cản bọn họ, thậm chí còn không có người. Ngay cả một ánh mắt khác thường cũng không còn nữa, bỗng dưng khiến đáy lòng người ta sợ hãi. Hứa Tượng Càn dẫn đường phía trước, ngoài bước chân của họ ra thì không còn âm thanh nào khác. Hai chàng trai được muốn đến khiêng quan tài, trước đó còn nói vài câu thêm can đảm, sau đó thì cũng không nói gì nữa. Tại cánh cửa cung duy nhất ở bên ngoài Thanh Thạch Cung, Khương Vọng nhìn thấy Hứa Phóng đã chết. Mình tạm dừng đây mọi người nhé. Một tập ngắn thôi, đọc thêm. Và chúc các bạn ngủ ngon.